Vâng, xin chào các anh chị. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong cái bài học tiếp theo. Và trong phần bài học này thì còn một số những cái mục tiêu tiếp thị thì tôi sẽ giới thiệu nốt với các anh chị. Đầu tiên thì chúng ta cũng vẫn sẽ truy cập vào cái app có tên là Facebook Ads. Vâng, còn gọi là cái ứng dụng mà quản lý quảng cáo của Facebook. Và trong cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta còn có phần là gì ạ? Liên quan đến Get Message, tức là lấy thêm tin nhắn, Promote Your Page, Promote an event, đúng không? Đấy, thế thì về cơ bản thì nó giống nhau hết cả thôi. Nhưng mà tôi cẩn thận thì tôi làm thêm các cái thao tác để hướng dẫn cho các anh chị. Các bạn thì xem thêm cho nó cẩn thận. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ chạy là Get Message, đúng không ạ? Lấy tin nhắn. Thế thì khi mà mình chạy Get Message ở trên điện thoại di động như thế này thì nó chính là một dạng chạy gần giống như là chạy like cho fanpage, nhưng mà có thêm cái phần hộp thư, chính là bấm vào đây để gửi tin nhắn. Thì đầu tiên thì chúng ta là select image, tức là chúng ta chọn hình ảnh. Thì có thể đây là cái fanpage mới, tôi đang giới thiệu một cái fanpage của khách hàng của tôi là họ chạy thời trang, đúng không? Thế thì bạn phải chọn một cái ảnh ngang, bắt buộc bạn phải chọn một cái ảnh ngang, nhưng mà ở đây thì rất tiếc là nó toàn là ảnh dọc. Vâng, tại sao phải là ảnh ngang? Bởi vì cái này nó sẽ là một cái ảnh nằm ngang để mà chúng ta làm cho cái banner của cái fanpage, hay còn gọi là cái cover. Đấy, thì chúng ta sẽ chạy như thế này thì sẽ tối ưu hơn. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn hình ảnh, rồi lựa chọn thông điệp, lựa chọn lời kêu gọi hành động, đúng không ạ? Hay send message này. Thậm chí chúng ta cũng có thể gửi các cái tin nhắn có sẵn ở đây. Đấy, ví dụ như là các bạn nhìn thấy frequent ask question, những cái câu hỏi thường gặp. Câu hỏi 1 là gì, bạn có thể sửa vào đây. Đấy, question 1, câu hỏi 1, ví dụ như là bạn đang tìm mẫu nào, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nói thí dụ như vậy. Đấy, tương tự như thế, cái question 2 bạn cũng sửa đi, đúng không ạ? Bạn muốn nhận hàng khi nào? Tương tự như vậy. Bạn setup xong, bạn sang bước tiếp theo. Bạn cũng chọn audience, tức là chọn tập khách hàng. Lần này bạn thử chọn một cái tệp có sẵn, ví dụ như Hà Nội nữ từ 31 đến 52, giả sử như vậy, đúng không ạ? Sau đó bạn đặt ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách trọn đời. Đó, và sau đó bạn cũng chọn tối ưu về mặt vị trí. Ví dụ như là bạn có thể chọn tự động hoặc là delivery optimization, nó chính là reply, tức là các cái tin nhắn. Ok. Và cái này sẽ được tính phí khi mà chúng ta hiển thị impression xong. Bước cuối, chúng ta review cái mẫu quảng cáo của chúng ta và chúng ta bấm place order là chúng ta đã xong. Đấy, tương tự như thế thì các bạn hãy quay lại với tất cả những cái hạng mục khác của Facebook. Ví dụ như là promote the page, tức là chạy quảng cáo tăng like, thì về cơ bản nó không khác gì cả. Các bạn nhìn thấy đấy, nó không khác gì cả. Cũng giống như là get message, nó không khác gì luôn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thế một cái mục tiêu là để tăng like, còn một cái mục tiêu là để nhận được nhiều tin nhắn. Đấy, và cuối cùng là promote an event, tức là chúng ta tạo ra một cái sự kiện ở trên fanpage và sau đó chúng ta chạy đến cái sự kiện đó. Thế thì tôi xin phép được ngắn gọn và xúc tích lại, tổng kết lại là toàn bộ những cái gì mà tôi đã hướng dẫn cho các anh chị và các bạn trong một số các video liên quan đến ứng dụng là Facebook Ads, hay còn gọi là ứng dụng quản lý quảng cáo của Facebook trên điện thoại di động. Thì đầu tiên chúng ta có thể chạy quảng cáo ở trên Facebook Page, và sau đó là chúng ta có thể chạy quảng cáo ở trên Facebook Ads, được chưa ạ? Vâng. Thế thì cái phần Facebook Page thì tôi đã hướng dẫn rồi. Bây giờ đến phần Facebook Ads thì chúng ta vào đây thì chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều các cái mục tiêu. Objective là mục tiêu, boost about tức là để tiếp cận một bài viết được nhiều hơn, chạy tiếp thị video để cho người ta xem video nhiều hơn, drive traffic to your web tức là điều hướng người ta truy cập vào web để chốt đơn trên web. Thí dụ như mình có website hoặc là như đây rồi Tiki họ bán trên web thì họ sẽ chạy quảng cáo để chúng ta đi vào web. Ok. Increase your reach tức là gì ạ? Tăng cái số lượt tiếp cận. Get message tức là chúng ta tăng cái số lượt tin nhắn chúng ta nhận được. Nhưng mà cái loại hình này nó chính là cái hình thức mà giống như là chúng chạy tăng like, nhưng mà mục tiêu của chúng ta lại là tin nhắn. Thì bởi vì trên cái phần bài post này chúng ta cũng có thể nhận được tin nhắn. Nếu mà bạn nào biết làm thì chúng ta thấy rằng là chạy bài post mà cũng có tin nhắn luôn. Còn cái này thì tin nhắn là khi mà người ta nhìn thấy một cái ảnh
duy nhất là cái banner mà chúng ta chọn ở trên fanpage, thì một bên nó có một cái nút like cho fanpage và một bên nó có cái nút gửi tin nhắn. Thế nó gần giống với cái promote do page, tức là cái tăng like cho fanpage, thì một bên nó là cái nút like và một bên này thì không có nút gì. Còn về cách thức là giống nhau. Còn cái promote an event, tức là chúng ta tạo ra một sự kiện ở trên fanpage và sau đó chúng ta chạy. Đó. Thế theo thứ tự ưu tiên thì các bạn có thể chọn boost post này, các bạn có thể chọn video này, các bạn có thể chọn website này. Đấy, rồi thì get message này. Thì đó là những cái nội dung chính mà các bạn cần quan tâm. Và sau đó thì các bạn sẽ quan tâm đến việc là các bạn nhắm chọn đối tượng như thế nào, làm sao cho nó tối ưu, bao gồm là tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi. Trong từng cái mục đấy các bạn phải mô tả rõ cái khách hàng của mình là ai và các bạn chạy, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn có thể chạy ngân sách lớn, ngân sách nhỏ, và các bạn phải thử nghiệm để làm sao cho nó hiệu quả. Đó. Và cuối cùng là bạn đặt quảng cáo và các bạn đợi đến khi nào quảng cáo nó được phê duyệt thì nó bắt đầu chạy và lúc đấy nó sẽ tiêu tiền của chúng ta. Thì cơ bản như vậy là các bước nhá. Các bạn có thể mua thêm cái cuốn sách này để các bạn xem, hoặc là xem thêm cái bộ khóa học bán hàng quảng cáo ở trên Facebook, nhưng mà dành riêng cho cái phiên bản laptop, tức là phiên bản này nó chuyên sâu hơn. Còn cái phiên bản dành riêng cho mobile này thì nó không chuyên sâu bằng. Nhưng mà tôi cũng phải làm bởi vì có rất nhiều bạn là chỉ có điện thoại di động thôi. Đấy, ok. Nếu như trong quá trình các bạn học, các bạn thực hành có gì khó hiểu, không biết làm thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được trợ giúp nhá. Hoặc là làm chưa hiệu quả có thể liên hệ với tôi để được tư vấn. Bởi vì quảng cáo bây giờ nó cũng đắt đỏ, chi phí cao và tiếp cận thấp, rồi cạnh tranh cao bởi vì ai cũng chạy quảng cáo, ai cũng bán hàng. Thế nên là chúng ta thấy rằng cũng không dễ dàng gì. Đấy, tôi rất là hiểu điều đấy, thì tôi hy vọng những cái kiến thức này sẽ giúp cho các bạn, một là biết cách chạy quảng cáo mà không phải đi thuê ai cả. Thứ hai là mình hiểu sâu về quảng cáo nếu mà mình muốn đi thuê, tránh cái việc là bị người ta lừa, người ta lấy mất tiền, rồi người ta chạy quảng cáo đắt, rồi người ta lấy thuê là người ta 10 triệu nhưng người ta chỉ chạy cho 5 triệu cũng không biết, rồi làm chết fanpage, rồi rất rất nhiều các vấn đề. Thì tôi thì là cái người mà dựa trên cái tiêu chí về đạo đức kinh doanh, rất là muốn chia sẻ cái kiến thức chuẩn tới các anh chị và các bạn, và hy vọng là có thể giúp cho các anh chị các bạn có được thêm cái thu nhập cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho doanh nghiệp của các anh chị. Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi các cái video bài học của tôi, và chắc chắn rằng trong cái chương trình học chúng ta vẫn còn gặp nhau nhiều nữa, và hy vọng các anh chị có thể kiếm được thật nhiều tiền, thành công hơn và có cuộc sống hạnh phúc. Đó là điều mà tôi với tư cách là một giảng viên, một chuyên gia rất mong muốn cái hỗ trợ các anh chị. Nếu có bất kỳ cái câu hỏi gì, các anh chị cứ liên hệ về địa chỉ email phananhonline@gmail.com, địa chỉ facebook.com/phananhonline, và số điện thoại là 0989 623 888. Vâng, đây địa chỉ Facebook của tôi đây. Các bạn vào cái là các bạn sẽ nhìn thấy có đầy đủ thông tin. Và tất cả những thông tin mà tôi cung cấp cho các anh chị và các bạn ở đây đều là thật hết. Không có cái gì là fake cả. Tôi dám lấy uy tín, đúng không ạ, của tôi ra để đảm bảo điều đó. Từ việc là học vấn cho đến công việc, đúng không ạ. Ví dụ như đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy làm công ty PA Marketing, làm ở chuỗi cửa hàng Cloud Space, giảng viên của Đại học Thương mại, học thạc sĩ luật, học thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, vân vân. Cũng đã đi du lịch rất nhiều nước mà cũng là những cái quốc gia mà phát triển. Thí dụ như là ở Mỹ, ở Pháp, ở Dubai, ở Đức, ở một số nước châu Âu. Đấy, thì những cái trải nghiệm như vậy tôi cũng sẽ giúp cho các anh chị và các bạn hiểu về kinh doanh nếu mà nhìn rộng hơn ra thị trường thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam thì tôi cũng đi dạy cho rất rất nhiều các cái tập đoàn lớn, các cái công ty, các cái doanh nghiệp cũng như là các cái hiệp hội, cũng đi qua các tỉnh rất là nhiều, và cũng rất là may là đều được mọi người đón nhận rất là tốt. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.